Thì hôm qua gặp phái đoàn gì cơ cơ cơm cơm tâm gì đó, con tâm hả, con tâm hả, à, cơm tâm, cơm con gì, miễn có tâm mà được. Gặp phái đoàn thì có bà già 92 tuổi, bà già này 92 tuổi mà bà còn nghe rõ rồi thấy rõ, bà có tài sản lớn, có tài sản lớn. Cái chú trưởng đoàn nói câu này: thầy 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 khuyên bà giùm để bà buông xả tài sản. Mình nhìn gương mặt bà này đố bà buông, nhìn gương mặt cái người buông tài sản hay không khỏi cần nói cũng biết, cái mặt người tham sao là biết liền. Làm ông thầy mà chưa đạt tới trình độ này thì đố mà nuôi chúng. Không? Nhìn mặt nào buông xả bao nhiêu, tu bao nhiêu nhìn cũng biết thì mới nuôi chúng được, thì giảng pháp người ta mới nghe. Chứ đâu ai mà đụng đâu nói tầm bậy tầm bạ, chọt cứ khơ không được, coi chừng nó chọt vô mỏ mình. Bà già chín mấy tuổi, nhìn bà là biết tình chấp bà nặng nề. Kêu mình, kêu bà buông tài sản, mình kêu vậy bà ghét mình, bà nói ông thầy này gặp tôi kêu tôi buông tài sản đưa cho ông à. Ông vừa nói xong Nhân Đức nói: bà cụ, Nhân Đức khuyên bà. Bà nói: khuyên gì? Khuyên bà cố gắng tài sản giữ gìn cho tốt nghe. Bà vỗ tay, bà vỗ tay rầm rầm vậy đó. Bà vỗ tay rầm rầm luôn, bà vỗ tay luôn, bà cười luôn nè, thì thấy không, y ren luôn. Phật dạy độ chúng sanh vô lượng kiếp, đừng nên phan duyên, hãy tạo nụ cười người ta dành cho mình để đời nào đó mình độ người ta tiếp tục. Nghe không? Nên bà nên giữ tài sản cho đàng hoàng, nghe không? Nhưng bây giờ bà còn sống, bà giữ đi, bà ghi tờ di chúc và để lại, sau này bà chết đi tài sản để cho thầy Nhân Đức, nghe không? À! Bà vỗ tay vậy, bà vỗ tay lia lịa chứ, bà vui. Phù hợp, tại vì bà còn sống có được quyền giữ, nhưng khi bà chết rồi bà để tài sản lại cho Nhân Đức làm Phật sự giùm cho bà nghe. Bà vỗ tay mừng quá trời mừng luôn, thấy chưa? Nó bây giờ bà được một phần còn hơn bà không được phần nào, đúng quý vị? Một lời mình nói thôi mà mình được 6 phần, bà được 1 phần. Bà khôn quá trời còn gì, được không? Nó nên nhắc đến câu này để cho nhiều người tự tỉnh ngộ đi, được không? Nó tỷ vị thôi. Tài sản của mình lúc còn sống làm 7 phần hưởng 7 phần, 10 phần hưởng 10 phần. Nhưng bây giờ chỉ có ham giữ thôi, không xài được, chỉ coi mỗi ngày nhìn chơi thôi. Nhưng mà người ta thích quen rồi, tại người ta nghĩ cái công người ta tạo ra nên bây giờ người ta giữ thành quen. Mình kêu người ta giữ đi, người ta thích giữ, tới nào chết xong mới ghi tài sản đưa cho mình thì ta chịu được. Ta chịu được, đúng quý vị? Thì đưa cho mình, lúc đó mình làm hồi hướng cho bà thì bà được 1 phần, còn mình nhờ nói chuyện đó mà mình hưởng 6 phần. À! Quá đặc biệt, quý vị thấy không? Bây giờ mình kêu bà làm, bây giờ bà không làm mà bà còn ghét mình, bà còn tránh mình nữa. Tại vì đa phần ai cũng kêu bà xả tài sản, chỉ đúng mình Nhân Đức kêu bà giữ tài sản, nên Nhân Đức kêu bà giữ tài sản nên bà mới chịu đưa tài sản cho Nhân Đức. Đối kháng ngược lại quý vị, thấy không? Nên từ nơi đó mà quý vị coi, Nhân Đức đã từng nói câu nói á, bản thân Nhân Đức rất tự tin cái chuyện này. Phật tử mà Nhân Đức hướng dẫn à, quý vị sẽ, dù Nhân Đức có nói cái gì quý vị cũng cúng dường Nhân Đức, tự tin đến cái mức vậy luôn, mạnh dạn nói câu tự tin luôn. Tại vì sao? Vì cái tâm lý của mỗi một con người, người ta đã đến với mình quá chân thành thì mình không có lý do gì không đột phá vào tâm được, đúng quý vị? Bây giờ lúc mà mình còn bình thường, vì mình chưa đi tu đi, mà mình
thương yêu mình lấy lòng người ta được rồi. Mà đã lấy lòng được rồi thì cái gì người ta cũng trao chọn cho mình, trao hết trơn quý vị. Ừ, nó lấy lòng được là người ta đưa hết trơn cho mình đó. Hả? Nó rõ ràng mà, người ta đã thương rồi là cái gì cũng được đó. Còn người ta đã không thương khó lắm, không có được cái gì đâu, cắt nó cũng không cho. Nó không thương sao nó cho nó. Nên mình làm sao mà người ta thương yêu mình mà bằng một cái tấm lòng chân thật, nó không có tội. Còn mình làm cho người ta thương yêu mình mà làm dụ dỗ người ta thì có tội từ tâm. Đúng quý vị, có tội từ tâm đó. Bây giờ mình dùng đa dạng phương tiện để mà mình rủ người ta đi, mình dẫn người ta đi về cực lạc, cái chuyện này nó đâu có tội. Nó, thí dụ như bây giờ mình dính mắt một con người không có tâm cầu sanh cực lạc thì mình còn sợ. Chứ mình dính cái người mà có tâm cầu sanh cực lạc là chắc chắn mình sẽ đi về cực lạc. Có giỡn đâu. Tại vì ban đầu thì mình dính mắt họ, ban đầu mình dính mắt họ nghe. Nhưng mà về sau nó giải tâm. Vì họ buông mình mà sao mà không giải. Hai người cùng nắm, hai người cùng dính với nhau. Còn một người nắm, một người buông là tức khắc nó vụt. Thấy không? Công nhận không? Nói cái nồi này là rõ ràng mà. Nên cái việc chúng ta chia sẻ Phật Pháp nó xác thực trong cuộc sống. Ví dụ như hai người này họ thương nhau, thấy không? Họ bay lợn. Họ hai người họ hôn nhau. Là do hai người họ thương nhau họ mới hôn nhau. Còn nếu như một người thương một người mà nó không thương mình lợn mình hôn nó đâu có cho. Mà nó đã không cho rồi mình có hôn nó lấy cái mặt ra sao hôn. Thì nó rõ ràng quý vị. Nên từ nơi đó cái nguyên lý của dính mắt nhau là do hai người cùng dính. Chứ một người nó đã là không có cái tâm dính thì có hiện cái tướng dính nó còn không dính được. Chứ đâu có tâm dính đâu quý vị. Bây giờ nói cho quý vị nghe nè, nội trong tất cả quý vị cũng có trường hợp quý vị đã từng gặp phải nè. Quý vị không thương một người đàn ông, nhưng mà có những lúc quý vị phải cho người đàn ông. Không thương mà cũng phải cho. Có người đàn ông cũng không phải thương phụ nữ mà cũng phải gần phụ nữ. Chỉ nhất thời đó thôi, xong rồi là hoàn toàn họ quên mất tiêu, không có nhớ gì tới. Cũng y gan cái mà không dính mắt từ tâm mới được. Nó không có từ tâm đó. Còn cái khổ đau là do tâm với tâm nó dính với nhau, nó gọi là ái biệt ly rồi mới khổ. Ái biệt ly khổ. Nó nên từ nơi đó mà mỗi một con người mình phải nhận thức gì đó, thì quý vị xả được chữ ái hay không là cái tâm quý vị. Còn cái hình thức bên ngoài làm vợ làm chồng người ta thì không có tránh khỏi những cái việc giữa vợ chồng đó. Tùy vào cái nhân quả chồng hay vợ đó. Ví dụ như mình gặp thằng chồng này cái tâm tư nó quá cứ là lu bu thì mình phải chịu rồi. Vì mà cái nhân duyên nghiệp quả mình cũng đã từng với anh ta làm gì thì đời này mình gặp người gì. Nhưng mà trong tâm của mình nó cảm thấy ngao ngán, nhưng mà sự chịu giả chịu đựng thì phải chịu, nhưng trong tâm thì rất là ngao ngán. Nó ngao ngán không có còn cái cảm giác thích thú cái đó nữa. Thì tự nhiên quý vị lo niệm Phật chắc chắn quý vị vãng sanh là chắc chắn. Chắc chắn vãng sanh. Tại vì quý vị đặt là đặt ở thế giới cực lạc. Chứ quý vị đâu có đặt ngay thằng chồng nó đâu mà quý vị bám víu. Mà quý vị phải trả hình thức thế gian. Nhưng đặt là đặt cực lạc Tây Phương. Đúng rồi. Đúng không? Đó. Nên trong cuộc đời đi tu như Đức đã gặp khoảng cỡ một chục cặp vợ chồng. Nghe đạo, nghe pháp, nghe Hòa Thượng Tịnh Không giảng, nhưng không hiểu nguyên lý. Bà cũng từng nghe một vị giảng, mà vị đó ưa nói gì cái chuyện vợ chồng phải giống như nó phải giảm tối đa chuyện đó, và từ từ phải là cách nha, thì nó diệt được cái ái, nó mới niệm Phật giảng sanh. Nhưng mà cái này có tác dụng phụ ghê lắm. Vì những đức đã gặp cỡ phong một chút cặp vợ chồng thật sự muốn giảng sanh. Hai vợ chồng ở chung một nhà, nhưng mà lại làm cái tấm vách cản qua bên. Rồi vợ nấu ăn nó khoét một cái lỗ,
nó đưa tô cơm qua cho chồng ăn, nó đưa tô cơm qua cho chồng ăn để không có gặp nhau, không có gần nhau nữa. Nhưng quý vị biết, nó chịu đựng được khoảng có nửa năm. Càng tu thì nó càng thấy sắc diện nó kỳ cục lắm, nó kỳ cục dữ lắm. Vì vị biết không, cái tâm mỗi ngày nó đặt vào cái chỗ là phải kìm, kìm cái tâm mình lại, phải kìm. Nó không có quân bình được, nó nghiêng bên nè, nó nghiêng bên quý vị, mà nó nghiêng là bức. Nó đã nghiêng là nhất định phải bức, không nói dòng do chứ. Thì một ngày nọ, một ngày nọ, quý vị biết rằng vợ nó đưa tô cơm qua, thì cái lỗ khoét gì mà để cái giống cái bàn vậy nè, rồi để tô cơm. Thì bắt đầu là vợ nó đưa cái tô cơm qua, thằng chồng bên kia bưng tô cơm mà đụng cái tay vợ cái thôi. Tại vì nó đã là kìm dữ quá rồi. Mà cái kiểu đó nó mà đụng nhẹ một cái thôi là nó kinh lắm. Nó phát động 180 độ luôn. Thì bắt đầu thằng chồng bên kia nó đá cửa sổ. Nó đá cửa sổ một phát, văng cái cửa qua một bên. Rồi xong luôn. Mà đá cửa sổ văng qua một bên thì cái lúc này là cái lúc kinh khủng lắm quý vị. Tại vì nó chịu đựng một khoảng thời gian quá lâu. Lúc này là nó xin tỳ Phật. Xin tỳ Phật. Thì lúc đó rồi cái tự nhiên trong lòng, trong lòng nó đổ vỡ cái tâm. Trong lòng nó đổ vỡ rằng là mình cố gắng đi giảng sanh, nhưng mình đã không làm được vậy làm sao mình giảng sanh. Mà đã là mất hết tất cả những gì mình đã chịu đựng khó khăn, mà mất hết rồi. Bây giờ kêu tạo lại từ đầu thì cái cảm giác này không tạo được nữa. Thì lúc đó thôi thả trôi theo dòng nước và sống với vợ chồng và không còn muốn tu hành nữa. Kinh chưa? Nguy hiểm không? Đó là cái người ta giảng mà do vì bản thân người ta chưa từng được gần phụ nữ trong cuộc đời. Người ta đi tu từ nhỏ, hoặc là người ta đi tu trong một cái khoảng thời gian người ta rèn luyện người ta làm sao? Vì người ta là người xuất gia, người ta ít có được cái cơ hội đó, hiểu không? Mà người ta lại đem nguyên văn đó người ta giảng ra lại, làm cho hàng cư sĩ tại gia đang sống với một gia đình nó bị trở ngại. Còn những đức là do một thanh niên nó từng tạp loạn ngoài đời quá, một tờ giấy lem luốc ngoài xã hội, hiểu không quý vị? Những đức đem cái tờ giấy này vô ngôi Tam Bảo, những đức cũng không muốn tẩy trừ cái lem luốc chi nữa. Mặc kệ mày, bản thân tao cứ lặp lại thôi. Cái tờ giấy này lem hết thì tao mua tờ giấy mới, có gì đâu, bỏ công chi để tẩy. Vì trong kinh Phật nói rằng nếu nghiệp lực chúng sanh tạo có hình tướng thì tặng hư không có pháp giới cũng không có chỗ chứa. Đã là không có hình tướng là do mình chấp tướng mà sanh tướng. Vậy thì bây giờ cái tờ giấy của những đức lem luốc ngoài đời, bước vào đạo những đức bỏ tờ giấy lem luốc, những đức mua tờ giấy mới đem về được không? Cực chi để đi tẩy. Người ta thì dùng câu Phật hiệu để tẩy, dùng câu Phật hiệu để tẩy, dùng tâm để niệm Phật, dùng tâm để cấy vào tâm Phật, dùng tâm của mình để nhớ Phật, chứ không phải là dùng tâm mình để chùi cái dơ. Không phải là dùng Phật để chùi dơ, mà dùng Phật để hiển lộ tâm Phật. Cái này mới là cái quan trọng. Niệm Phật để hiển lộ tâm Phật, chứ không phải là niệm Phật để mà cho chồng, không phải niệm Phật để cho vợ, không phải niệm Phật để cho con, không phải niệm Phật để cho mọi người. Mà vì sao hồi hướng thì nói vậy? Hồi hướng nói vậy là kết duyên với chúng sanh thôi. Cái gì? Cái lại Quan Âm Bồ Tát thì họ lại chưa đủ gì hết. Họ nằm nguyên khoảng thời gian dài, tới giờ gần xong nói với họ, đứng lên đi để tùy hỷ được viên mãn. Thì họ đứng lên họ được mười mấy lại. Họ cảm thấy họ mừng khi lại có mười mấy lại mà được viên mãn 500 lại. Thấy không? Cái thật sự thì bạn lại mười mấy lại, bạn được mười mấy lại, chứ làm gì bạn lại mười mấy lại, bạn được 500 lại. Có lý đó đâu, hiểu không? Nhưng phương tiện cho bạn cái tỳ hỷ đó một chút, để bạn có được cái nhân duyên này, để một đời kiếp nào tôi độ bạn thôi, cho bạn vui một chút đó, hiểu không? Nguyên lý nó chỉ là như vậy thôi. Quý vị nghe những điều nhà Đức giảng rất đơn giản, nhưng quý vị nghe rất kỹ đi, nghe thiệt là kỹ, vì sẽ thấy ra nó rất sâu sắc nằm bên trong.
Nên tại sao mà Phật tử Nhân Đức hướng dẫn đa phần ai cũng sáng sủa, nó ăn uống đàng hoàng, ngủ nghe đàng hoàng, niệm Phật tu đàng hoàng, ai tu càng sáng. Nhân Đức hỏi quý vị nè, cái buồn nó nặng lên, cái nặng nó nặng lên thì nó sẽ làm mình nghiêng, còn cái vui nó thiệt vui lên thì nó trang trải qua cái buồn thì buồn bị mất đi, vậy thôi. Thế giới cực lạc cũng mong người ta vui mà quý vị. Nên những đức hướng dẫn Phật tử quý vị không có bị nặng chỗ nào chứ, trong vai trò nào quý vị cũng tu được. Có cô này có lợi có nói, thầy ơi, con thấy cái mồi con nó được giảng sanh. Thì những đức nói chắc cô không có nghe những đức giảng đúng không? Nói dạ con nghe Đại Lão Hòa Thượng Tịnh không giảng, tại vì ngài giảng văn tự cao, cô nghe cô không hiểu thôi, chứ ngài không có giảng gì đâu. Con lần Hòa Thượng Tịnh không giảng buông xả, thì người ta bỏ công việc làm hết, xong người ta đói, người ta lợi, người ta gặp Hòa Thượng Tịnh không. Ngài nói mà, ta nói con nghe ngài nói buông xả, con buông hết công việc, bây giờ con đói quá con phải làm sao? Hòa Thượng Tịnh không, ngài nói tôi đâu có kêu bị buông xả công việc, mà tôi kêu bị buông xả tình chấp. Hiểu không? Tình chấp. Thì bà này, bà nghe bà cũng không hiểu. Bà thấy nhiều người nghe như Đức giảng, bà lợi cũng hỏi. Hỏi mà không biết bà có làm được hay không. À, bà hỏi như Đức, con thấy con mồi không được giảng sách. Như Đức nói, ủa sao mà cô niệm Phật mà cô nói cô không được giảng sách? Là sao? Nói là con có ông chồng, mà ông chồng con bạo lắm. Biết bạo không? Ổng ngày nào ổng cũng lôi ra giết rồi con thấy mình sao? Con thấy mình giống như không có được sạch sẽ bản thân mình. Rồi bản thân mình tối ngày cứ vậy hoài. Rồi con thấy giết rồi con không muốn niệm Phật nữa thầy ơi. Vì con thấy mình cứ vậy hoài. Phật A Di Đà làm sao mà rước một người phụ nữ như con vậy? Tối ngày cứ ăn nằm với chồng suốt vậy. Tuy ổng lôi ra mà con cũng thích. Thật sự ổng thì ổng lôi nhưng mà con cũng thích. Đó. Thì Nhân Đức nói cái câu này của cô nói thì cô có thể không giảng sanh. Nhưng nếu cô vẫn thích, nhưng cô thích niệm Phật hơn thì cô vẫn giảng sanh. Mình công nhận không? Chứ thật sự mà nói trong cuộc đời này, đã kích mà không thích thì kích cũng không nổi. Như bản thân những đức giảng pháp cũng kích thích. Những đức kích thích mà quý vị không cười thì những đức không giảng nổi. Đúng quý vị? Đó. Vậy thôi. Cái gì những gì người ta làm thì người ta vẫn mong mình thích. Đã là quá mong muốn mình thích thì bản thân mình cũng bị ảnh hưởng. Phàm phu mà làm gì không ảnh hưởng. Thăng máu thịt mà quý vị. Thấy không? Đụng tay thì nhột tay, mà đụng đâu nhột đó. Các vị coi, đã là thăng máu thịt mà. Các vị tu hành, bởi vì nói rằng bây giờ tôi phải làm sao tôi diệt được những thứ đó hết. Thì quý vị chỉ có một chỗ là diệt hết được là không có thăng. Thế giới cực lạc không có thăng. Không có thăng của tứ đại này. Nên mới sanh ra từ hoa sen. Còn cái nhân tố của chúng ta là sanh từ tinh cha quyết mẹ hợp thành. Mà lúc cha mẹ mình kết hợp là cha mẹ mình đang ăn ái. Mà đã là cha mẹ mình ăn ái mà cái sản phẩm đó là sanh mình ra, thì bản thân mình làm sao không là ăn ái. Đúng quý vị? Đó. Nên á, trong lục đạo luân hồi này á, thì mỗi một từng chờ có một cách ăn ái khác. Từng chờ càng thấp thì ăn ái càng nhiều. Từng chờ càng cao thì ăn ái lại ít. Nó. Rồi tới từng chờ sắc giới thiên thì người ta lại dính vào sắc thân. Nên khi phước duyên họ hết, họ xài hết phước duyên của họ, thì tự nhiên cơ thể họ lại sức mồ hôi. Rồi hoa trên đầu bị héo, ngồi trên bảo tòa cảm thấy không thích nữa. Thì đó là người chờ sắp chết. Còn từng chờ vô sắc giới thiên thì họ lại tưởng họ đã là Phật rồi. Nên vô sắc giới thiên dẫn liệt kê vào bát nạn.
họ đạt thiền định rất sâu, nên họ nghĩ họ làm Phật rồi, nên họ không muốn nghe Pháp. Cuối cùng họ vẫn nằm trong bát nạn, là khi phước duyên hết, họ vẫn rớt xuống. Ghê không? Nên từ nơi đó mà mỗi một người chúng ta đang mang cái thân ở cái cõi này, cõi này là cái cõi thấp của trong cái lục đạo luân hồi, mình là cái dạng thấp nè. Ta là giờ dục giới là người ta dạng cao mình rồi đó. Mình là ở cõi này càng dục vọng hơn. Nên bản thân chúng ta hung ăn nằm với nhau sanh con cái luôn. Đó. Còn từng giờ thì người ta không có sanh con. Từng giờ là không có sanh con, mà mình ở đây phải sanh con luôn. Mà mình ở đây, cái cảnh tượng ở đây quý vị nghĩ đi, với cái xã hội bây giờ, thì cái tâm con người nó sanh cỡ nào chứ. Mà bây giờ kêu diệt hết thứ đó, sao diệt? Mắt nhìn cảnh, tai nghe tiếng, im dịu, thân thể gần gũi, xúc chạm. Con người trong cuộc đời này, nếu nói rằng diệt tham sân si, thì không có ai mà làm được. Không ai làm được. Vậy thì quý vị làm được cái gì? Làm được cái việc là chúng ta hơi đè phục được. Phục được. Nghe không? Tại vì quý vị cũng trải qua thời gian, nên quý vị cảm thấy không có còn cái cảm giác thích thú. Nên quý vị nghe đến thế giới cực lạc tốt quá, nên bản thân quý vị muốn vượt trội lên chính mình, nên phục được. Phục. Nghe không? Những đức nói thiệt, mà bây giờ như từng tuổi một số cô ở đây, mấy cô khi mà gần gũi với chồng, cảm giác mấy cô cảm thấy giống như trả nợ hàng ngày, chứ thật sự nó không phải như ngày xưa nữa, hiểu không? Thì lúc này là lúc mấy cô phát triển cái tâm tu giải thoát lên, phát triển tâm tu giải thoát mạnh lên. Nên những đức từng giảng rằng á, chúng ta cùng với tham sân si đang chạy đua, Phật Bồ Tát mình đang học với các ngài, mình cũng đang đua cùng với tham sân si. Nếu như cái thằng tham mà nó chạy trước nhất thì đi đâu? Quỷ đạo. Thằng sân nó chạy trước nhất, nó chạy trước là mạnh nhất đó. Cái niệm cuối cùng là thằng sân thì địa ngục, cái niệm cuối cùng là thằng tham thì quỷ, cái niệm cuối cùng là thằng ngu si thì súc sanh, cái niệm cuối cùng là năm giới thì làm người, cái niệm cuối cùng là mười thiện thì sanh thiên, cái niệm cuối cùng là niệm Phật thì giảng sanh. Thấy chưa? Đó. Nên chúng ta đều thấy mình có cơ hội. Vậy quý vị chọn đi. Vì chọn là quý vị đang đi đến mục tiêu nào, và quý vị đang dùng hết tâm lực của mình đang hướng điểm nào mạnh nhất. Nhưng quý vị nhớ, làm người và sanh thiên nó còn khó hơn niệm Phật giảng sanh nữa. À, tại niệm Phật giảng sanh là pháp nhị lực, còn năm giới là tự lực, mười thiện vẫn tự lực, pháp khác đều tự lực hết, chỉ có đúng niệm Phật mới nhị lực, mới pháp nhị lực. À, nguyên lý này mình đã hiểu rồi, tự nhiên cái tâm mình niệm Phật, mình gầy dựng cái tâm niệm Phật nó rất mạnh, nó hướng mạnh. Thì nó chạy kiên nhẫn, nó chạy cho mạnh. Ai với đạo Phật hay Phật nó chạy cho mạnh, chạy vượt qua mặt mấy cái thứ kia hết chưa? Thì rõ ràng quý vị coi, quý vị có giết nó đâu. Quý vị đâu có giết thằng tham sân si. Tại vì quý vị đang sống trong cái cõi tham sân si. Mà quý vị giết cái thằng tham sân si thì độ sanh làm sao đây? Giết thằng tham sân si sao độ sanh? Thấy không? Nên trong đạo Phật không có giết, mà là trong đạo Phật phục chứ không giết. Thu phục chứ không giết. Giống như bây giờ nó ác quá, đem nó bỏ vào hồ lô nhốt lại thôi chứ không giết. Bỏ vào hồ lô xong rèn nó từ từ, mày hiền chưa, mày sợ chưa? Tao chưa hiền thì nhốt y thinh nữa, chừng nào nói tao hiền rồi thì đem nó ra. Nên tại sao bên cạnh của Bồ Tát Quán Thế Âm có những loài quỷ, có những loài hư hỏng dữ dằn mà lại cho làm thằng hộ pháp? Vì lúc đã phục được rồi nó làm thằng hộ pháp. Thì biết đa phần thằng hộ pháp là ngoại đạo, đạo Bà La Môn giáo quậy Phật. Mà khi Đức Phật đó phục rồi thì họ phát nguyện và Đức Phật thọ ký cho họ làm thằng hộ pháp. Nên họ rất là dữ dằn.
ai dữ dằn cỡ nào cũng không bằng họ. Nên đụng với Phật là họ xuất hiện liền, không nói dòng do chứ. Thì họ làm thằng hộ pháp. Còn giờ đệ tử Phật là mang tâm từ bi, thì sao kêu làm thằng hộ pháp được? Nên thằng hộ pháp á, là đa phần là những con người phải dữ dằn, nhưng tâm địa của họ không ác, không có giết. Nó là phục, nguyên lý là phục. Nó nên phải hiểu, nên các bậc cao tăng người ta có hồ lô. Ma quỷ hung ác người ta hút vô hồ lô đó, để đó đó. Để đó, rồi mỗi ngày tu hành vậy nó tụng kinh niệm Phật cho nó hiền hậu đi. Lúc đó tự nhiên nó cải tà quy chánh. Nó có thời gian. Nên cái hồ lô của những đức với của hòa thượng cũng lớn lắm. Trong đây cũng không đơn giản đâu. Đúng không? Đem nhốt lại hết, không cho đi đâu. Rồi cho nó niệm Phật, dạy nó từ từ cho nó hiền lại. Thấy chưa? Phải không? Đó, cái hồi lô là vậy đó quý vị. Thấy không? Khi mình ngồi suy nghĩ, cái thành công của mình là ngay chỗ duy trì. Chùa mình là cái duy trì là để nó, người ta tin tưởng, nó hay. Ví dụ như chủ nhật cộng tu bao nhiêu năm, không có bao giờ chủ nhật nào mà mình nghỉ. Rồi Diếu Quan Âm tổ chức xuyên suốt, rồi lớp đầu làm con không bao giờ nghỉ. Rồi tới khi thứ bảy cộng tu ở đây duy trì, thì những đức nói cái thành công của mình là do mình làm cái gì mình duy trì lâu dài, đúng không? Cái này quan trọng. Như ngoài đời nó là gầy dựng chữ tín ấy vậy. Còn như những đức niệm Phật thì từ khi gặp Pháp Môn niệm Phật tới giờ thì niệm Phật luôn tới giờ. Ai có nói gì cũng cứ niệm Phật hoài, đúng không? Nó thành công đó. Để ý nè. Nên nãy như Đức nói chuyện mấy chú, như Đức nói một câu chùa mình cái chương trình lễ viếng Quan Âm cũng rất là lớn, mà khi mà kêu anh Thanh mà ảnh bắt âm thanh anh nghỉ đi để cho mấy anh em đây làm, tại vì chương trình càng ngày càng tổ chức nhiều, mà người ta ngoài đời người ta cũng còn làm ăn kinh doanh của người ta, bao nhiêu năm mà người ta đã cùng chung tay mình làm mà không có lấy tiền, thì thôi bây giờ mình nên chủ động để nhà chùa làm, để sau này lúc nào mình làm mình cũng chủ động được, cái gì cũng do tập mà ra. Thì cái lễ lớn gì mà nó nói mình cũng ghen, chứ nếu như mà bạc âm thanh lên không được là chịu chết luôn quý vị ơi, sao mà chạy đi kêu người ta, hiểu không? Nó nhưng mà mình nói thôi, thấy những phát cũng làm được được rồi, thôi kệ, cho người ta cơ hội. Mà chiến này âm thanh nó còn hay, nó còn hay hơn. Thì như Đức nói với mấy anh em trong chùa, như Đức nói vậy nè, mình đừng có nghĩ cái gì mình cũng đòi mua đồ mắc tiền. Có những cái loại đồ tí nó không mắc, nhưng mà nó lại xài tốt, phù hợp quý vị. Ngộ vậy đó. Cũng như lo người ta lo bự, nhưng mà nó ít. Lo mình lo con, nhưng nó nhiều. Nhiều cái vậy. Chia đều hết luôn. Ví dụ như một cái lo người ta bự, một cái đây nó có thể vang ra tới tuốt ở ngoài đường, nhưng mà lo mình nhỏ nhỏ, mình bắt từ đây ra ngoài đường ấy, mình bắt khoảng 3 hàng lo. Ví dụ như từ đây nhà Đức nói chuyện ra tới nửa cái chánh điện nó nghe rõ hơn, còn nếu đây mà nhà Đức la làm sao mà cho tới ngoài đường luôn, thì tuy nó cũng nghe nhưng mà nó âm vọng ấy, vọng ra thì nó lại nhiều người ta nghe không được. Nên khi bắt nhiều cái chia đều ra
thì ngồi ở đâu cũng nghe được hết chứ, rõ ràng lắm. Chiến này là âm thanh nó nghe rõ nhất, mà những đức giảng cũng hay, rồi trực tiếp cũng hay, âm thanh nó không bị vang, trực tiếp rất hay luôn. Nên ở đâu người ta lại cũng hay lắm. Rồi mấy chú ở đây mấy ổng trực tiếp mấy ổng cũng cũng phát triển cũng hay, cũng giỏi. Khi trực tiếp âm thanh rõ, tiếng hay. Mà đồ của chùa mình đó quý vị, thật sự mà nói, đồ của chùa mình đó, là mua đồ rẻ không à. Thí dụ như hồi xưa những đức biết một cái vị này, ông đầu tư một cái vệ tinh nhiều tiền lắm, nó tính ra 10 mấy tỷ vệ tinh á, vệ tinh cá nhân mình luôn, nhưng mà sau này không dùng được, tại vì mạng internet nó phát triển, nó còn người ta lượng coi còn đông hơn vệ tinh cá nhân, thì sao người ta coi đông bằng. Bây giờ mạng internet nó thù thắng hơn, nó đưa vô mạng cá nhân người ta coi còn dữ hơn, vệ tinh nó không phát triển được, thấy không? Đó. Nên như Đức thường nói với các anh em trong chùa, mình sau này có tiếng tâm, nhưng đừng có bao giờ dùng cái mà không cần thiết mắc tiền. Vì cũng là phước của mình, mình đi, đâu phải người ta cúng là mình đi nhận đâu, nhận cái phù hợp, nhận cái nào mà thấy phù hợp xài được. Chứ mình cái nào người ta cúng mắc tiền cũng là phước trong mạng mình xài sạch nhất. Nên những đức này có nhiều cái, ví dụ như hồi lúc trước chùa bên Hộ Pháp, cái bộ tượng đang lại Phật bình thường, thì có cô đó, cô cũng thích cúng dường tượng Phật, thấy chùa quá đông đúc, cúng bộ tượng 3 tỷ mấy 3 tỷ rưỡi. Thì lúc đó cũng có ông thầy cũng còn ở chùa, ông cũng nói thôi thầy nhận đi. Nhưng Đức nói thôi, ngày xưa bộ tượng này có 100 mấy chục triệu, mà cũng ta lại rầm rầm. Bây giờ mình phát triển lên, vì mình đem bộ tượng đi đâu? Từ khi bộ tượng tự nhiên nó mục, nó gãy ngang, thì cái gì nó cũng có thời gian của nó quý vị. Tự nhiên tượng đến lúc cũ mục gãy ngang thì đó là thị hiện vô thường. Mình cũng thị hiện vô thường, Phật cũng thị hiện vô thường. Cõi này là cõi vô thường mà, đâu có vĩnh hằng được đâu, đúng không? Thì lúc đó mình tính sao? Nhưng mà cũng là tiếp tục đặt bộ tượng giống vậy, chừng 200 mấy chục triệu thôi, chứ không có đặt chi bộ tượng quá mắc tiền. Tại vì dùng được là được rồi đó. Vậy đó, vì thấy chùa vẫn đơn giản bình thường, lễ lộc có trang trí gì đâu, có tốn tiền hoa cỏ gì đâu, toàn là hoa giả không. Cái bàn giảng của cái pháp hội lớn thì ghê, mà có gì mà ban bố bài bố gì mà ấy đâu, cũng dán rầm rầm, đúng quý vị. Cái quan trọng là người ta nghe câu nói mình, chứ đâu phải là ta nhìn hoa đâu. Dù nhà Đức xấu thì xấu, chứ ta thích nhìn mặt nhà Đức chứ, nha. Nó thiệt, hoa nó có đẹp cỡ nào đẹp thì người ta cũng thích nhìn những Đức hơn nhìn hoa. Rõ ra là vậy đó, nha. Dù vị có trải thảm gì đi chăng nữa thì người ta vẫn thích nghe lời giảng của ông thầy. Nên là có nhiều nơi, tại vì người ta không có cái thật chất này, nên ta phải tạo hình thức kia. Công minh á, chỗ ngồi không có chỗ ngồi đây, đừng nói mà để chỗ rộng. Nó không có chỗ nào để rộng được hết chứ, tại vì không có chỗ ngồi mà, sao để chỗ trống được. Bây giờ cái bàn giảng như Đức mà đến nói người ta ngồi, mà người ta ngồi kế một bên gì luôn, ngồi kế một bên. Khi mà như Đức giảng mà gần quá, văng nước miếng, văng ướt mình. Thấy không? Đó thì quý vị thấy rằng á, nhìn qua những việc này và những Đức nói quý vị nghe, thì sự thành công á, cái hình thức á, là quý vị làm cái gì biết không? Vị mua đồ, vị tặng người ta. Ừ.
đó đó, cái đó nó mới lợi ích á. Bây giờ Nhân Đức nói với vị nghe, chùa quý vị á, quý vị trang trí á, tốn vài trăm triệu đi. Nhân Đức nói á, có những cái ngôi chùa người ta có thể trang trí, cái tiền trang trí của người ta, Nhân Đức tin chắc rằng giá chót cũng khoảng cỡ 300-400 triệu trang trí á. Không đơn giản đó quý vị. Quý vị thấy có cái ngôi chùa không? Có ngôi chùa tổ chức, quý vị thấy chưa? Nó không tưởng tượng được luôn á quý vị. Mà một cái chương trình người ta chỉ có một buổi thôi, một buổi chương trình một thôi. Nếu như lấy nguyên cái đó nghe, đồng tiền đó để cho chùa bình thường, lấy nguyên đồng tiền đó đi mua đồ tặng cho người ta, đồ tặng cho người ta, như máy niệm Phật đồ đó, quý vị tặng cho thử đi rồi quý vị sẽ thấy cái pháp duyên quý vị nó thù thắng còn hơn cái gì nữa, duyên thù thắng lắm đó. Nên Nhân Đức nói rằng, ví dụ như mình á, một vị thầy biết niệm Phật, cái tiếng niệm Phật của mình hay dở gì không biết, nhưng mà mình thu âm đại vài tiếng niệm Phật đi, mình làm cái máy nhỏ nhỏ mình cho Phật tử của chùa mình. Tại vì Phật tử của chùa mình ta thích mình, duyên của mình, nên mình tặng cái máy niệm Phật, cái điệu niệm Phật của mình cho người ta. Người ta cho mình, cho người ta, cái người ta nghe mình viết, người ta quen cái tiếng của mình. Người ta nghe quen. Vậy đó quý vị ơi, người ta nghe quen rồi cái duyên nó lan can rộng ra, từ từ cái pháp duyên thù thắng. Đó là những đức làm, những đức thấy rõ ràng. Thí dụ như bây giờ một cái khăn mà những đức tặng quý vị đâu có nhiều tiền đâu quý vị, nhưng mà đặt nhiều thì nó thành nhiều tiền. Thí dụ như nếu những đức đặt 30.000 cái thì nó tầm cũng khoảng hơn 400 triệu, tại vì nó tới 30.000 cái đâu quý vị. 30.000 cái nó nhiều lắm vậy đâu, thì tính ra cái cũng không có nhiều tiền, nhưng mà nó phải tới 30.000 cái thì nó tính ra con số nhiều, đúng không? Nhưng mà bây giờ lấy mấy trăm triệu đó mà làm về hình thức khác thì nó lại không có cái khăn. Mà một cái khăn đó thôi nó có thể quy tụ con người ta, lạ vậy đó. Rồi cái ăn tình đó người ta quý mến, khi người ta quý mến mình dạy người ta nghe đó, dạy người ta nghe, khi người ta niệm Phật ta nghe. Rồi người ta có ăn tình nên ta thấy người ta thương mình, khi mà ta làm ăn được nó cũng lạ đó. Rõ ràng luôn á. Chứ mình đừng có nhìn cái số tiền đó cái mình không dám làm. Của chúng sanh trả cho chúng sanh thôi, gì đâu mà không dám làm. Nên những đức nói rằng, quý vị đi về chùa mình tu tập thì thấy rõ ràng luôn, nó không có hình thức gì mà cái chuyện mà khi mà một chương trình lễ hội lớn mà bài bố chùa dọn dẹp cái gì chứ, chỉ có quét cho chùa sạch thôi, có dán nhện thì quét cho sạch thôi, vậy đủ rồi. Xong rồi đó. Rồi là trước bữa thì chuẩn bị niệm, chuẩn bị mũ chải cho người ta, chuẩn bị mình gói vậy xong. Còn ngoài ra trên bàn thờ sao để y nguyên vậy, bàn giảng hay đức y nguyên vậy, cái gì cũng y nguyên luôn, bình thường hết trơn, không có khác cái gì trơn á. Rồi là người ta ào về tới tu. Nên cái thành công của chùa mình là ngay chỗ là chung tay góp sức, việc gì cũng thành công. Đúng không? Mình ở đây nghe vị, rõ ràng á, bản thân Nhà Đức thấy rõ ràng điều này nữa quý vị. Từ trong chùa chung tay nghe, từ Phật tử á, bản thân Nhà Đức nói thiệt chứ, Nhà Đức đâu có mà một Phật tử nào mà nói là đó là các người hộ pháp cố định đâu quý vị. Và cũng không có cái chuyện mà nếu như mà không có tiền mà đi gọi họ, không có chuyện này đâu, chắc chắn quý vị. Mày vì cũng biết tính Nhà Đức này, chắc chắn là Nhà Đức sẽ không có gọi ai đâu. Nhà Đức chỉ có rủ thôi. Rủ á, là rủ chung, gọi là gọi riêng. Cái gọi riêng là nó có gọi tên, thí dụ như tên Lan, tên Hồng hay tên gì đó thì nó gọi tên. Còn rủ là mình nói chung, mình nói chung thì không có ai mà cái chuyện mà đặt vấn đề hay nặng đề gì, hay là được hay không được gì, tại vì người ta sẽ tự giác
ta thấy rằng người ta thấy điều đó là đúng tốt thì người ta làm, còn ta không có khả năng thì thôi. Là tùy duyên ấy, thì rất là tùy duyên. Nó nên từ khi nhà Đức đi tu tới giờ tính ra mười mấy năm chưa có một cái chương trình Phật sự gì mà nhà Đức gọi một cái tên ai. Đây là trước Tam Bảo 100%, chưa từng. Và nhà Đức cũng chưa từng bao giờ một người Phật tử nào đến chùa và không đến chùa mà nhà Đức đi đến nhà họ hoặc nhà Đức gọi thoại hỏi họ vì sao không đến chùa. Chỉ có đúng cái là lỡ họ bệnh là mình hỏi thăm, ủa nghe nói cô đó bệnh mà bệnh sao ta, cho gửi lời thăm nghe, thì vậy thôi. Còn cái chuyện mà họ đi đến chùa ai thì cái chuyện đó họ có cái quyền chọn lựa của họ, đúng không? Có bệnh đau thì hỏi thăm, động viên nhau niệm Phật, còn giúp được nhau cái gì thì giúp nhau, hộ niệm cho nhau hay giúp nhau thì sao thì giúp. Còn cái chuyện mà người ta ở chùa mình, đến chùa mình mà người ta đi chùa khác thì không có nói tới, tại vì đó là cái quyền chọn lựa của người ta, mình không có đụng tới, đúng không? Đó. Khi người ta đi đến nơi khác người ta tu mà người ta không được an lạc thì mình cũng nói phương tiện chứ không nói tên người ta. Cũng nói có cô đang diện diện gì, chú đang diện diện gì, để cho những người ở lại cố gắng an định tâm lo tu để hướng đến giải thoát. Vậy thôi. À, đây là con đường đi của những Đức. Những Đức thấy nó an tâm mà nó thoải mái thì sao đâu, mà nó lại góp gió thành bão làm bao nhiêu chuyện lớn. Chứ đâu phải là 5-7 người, 20-30 người gì hộ pháp cho những Đức đâu, mà là tất cả những người biết những Đức, 1 đồng, 2 đồng, 3 đồng, 5 đồng, 10 đồng, tùy vào cái sức của người ta làm được để góp cái tấm lòng đến với Tam Bảo để phục vụ chúng sanh. Vậy thôi à. Vậy mà làm bao nhiêu chuyện đó quý vị. Nên từ nơi đó mà năm nay á, mình chung tay với Hòa Thượng để Ngài xây đạo tràng 4. Thì những Đức nói rằng là mình chỉ cần hết lòng mình thôi. Ví dụ như người ta cúng dường, những Đức tháng 2 tháng gì Đức gom lại, xong cái những Đức đem qua đưa làm. Tại vì mình còn cái khoảng thời gian mà nuôi chúng 2.000 người, rồi đâu phải chuyện nuôi chúng không. Quý vị coi khiếm thị, rồi chùa mình thì quý vị thấy chương trình lễ liên nha. Mà từ bây giờ đó là mỗi lần lễ là nhất định những Đức sẽ tặng quà cho Phật tử. Mỗi lần lễ là cứ tặng quà, thực khi là không có tiền, không có tiền thì thôi, chứ nhất định những Đức có tiền thì Đức sẽ tặng quà. Nhưng mà trong lòng những Đức rất là thích làm việc này quý vị, chứ sẽ không bao giờ cái chuyện mà mình có tiền mà mình nói mình không có tiền, hoặc không diện lý do rằng bây giờ mình lo nhiều quá, không có cần diện lý do đó, mà chỉ cần không có cho là biết thiếu tiền vậy thôi, không cần lý do chỉ cho nó mệt. Tại vì sao? Vì cái việc đó mình tu duyên tu phước cho mình mà, mọi người mình tu duyên tu phước cho mình mà, thấy làm thấy tốt thì làm vui thì làm thôi. Nên chùa mình, những Đức nói từ người trong chùa chung tay hợp sức, đến Phật tử cũng chung tay hợp sức, tất cả người trong chùa mình, đặc biệt chùa mình không có chia ba xẻ bảy vậy, chùa mình không có chia ba xẻ bảy. Nên trong lòng những Đức thấy mình ớn nhất là một cái nôi cái ngơ Tam Bảo mà nó chia ba xẻ bảy. Hồi tối nói chuyện với mấy anh em, nói một câu, chùa mình vì sao mà quy nhất quý vị biết không? Hiện tại Hòa Thượng mình, Ngài còn tại thế, Ngài chính Ngài là chủ trì chùa, viện chủ trì chùa một người, kế đó nuôi chúng là đa phần những Đức chứ không có người thứ hai, chứ không phải là trong vai trò nuôi chúng là hai người, không có. Hai người có khi nó cũng có vấn đề nữa đó, nhưng mà do nuôi chúng có mình những Đức, còn các anh em khác là do những Đức bố trí sắp xếp rồi mấy anh em làm, rồi làm xong cái gì thì trình lên cho những Đức, rồi những Đức đưa xuống để mà làm, chi xuống cho mà làm. Mà những Đức thì mấy anh em làm việc chung với ông rất thoải mái. Những Đức không có bao giờ mà cái chuyện mà nói mua đồ cái gì mà lo cho các cụ, mà những Đức lại hỏi lại à, hoặc là hết tiền, thiếu tiền, hoặc là cằn nhằn, hoặc là có tiền mà
mà kiểu cằn nhằn để cho dằn, để sau này đừng có hỏi hoài. Không có vậy, vì bản thân nhận thức đã qua vai trò này hết rồi, mình đã qua vai trò này rồi, mình hiểu quá. Tại vì mình ở trong cái vai trò này mình cũng khó lắm, mà hỏi người trên mà người trên còn dằn mình để mình đừng có hỏi. Mình hiểu cái việc nếu không cần mình không có hỏi đâu, nên thôi mình đi tạo cái áp lực đó cho người ta làm cái gì. Mà mình nên dạy người ta, mình dạy người ta là cái gì phải suy nghĩ cho kỹ, vậy là được rồi. Còn nên mấy anh em mới không làm, không hỏi Nhân Đức cái chuyện mua cái gì hay các cô trong nhà bếp được, Nhân Đức đều dễ lắm. Tại vì sao? Phù hợp thì cứ lo cho người ta, phù hợp thì lo thôi. Còn lễ lọc làm mệt quá trời. Bây giờ mấy anh em làm thấy mệt quá trời mệt mà. Mình đi lên mình tu mình cũng mệt, nhưng mà đầu óc mình nó lại khỏe. Tại vì mình lên mình tu nó tích tụ nguồn năng lượng nó cao hơn người đi làm. Người đi làm nó phóng tâm. Đi làm nó phóng cái tâm, quý vị. Tâm mình nó nháo nhào nó phóng tâm. Bây giờ như Đức hỏi quý vị nè, vì lễ Quan Âm Bồ Tát 3 tiếng hồ, quý vị đâu có, ví dụ như bây giờ một người nam trẻ hay nữ trẻ, mình đâu có nhìn giáo giác đối phương. Nhưng mà quý vị đi làm công quả, vì chỉ nhìn giáo giác hoặc lọ mọ nói chuyện đồ chơi, nên cái phóng cái tâm và hao năng lượng hơn. Còn đi tu á, dù nó có mệt nhưng mà nó lại tích được năng lượng, tích năng lượng. Nguyên lý này vì phải hiểu á. Nên vì thấy cái cảm giác những đức mà lễ xong, cái nói chuyện đức nó tự nhiên nó có một cái gì đó thâm sâu hơn. Tại vì cái sức định nó sâu hơn nữa quý vị. Được những thời khóa tu mà với chúng nhiều thì sức định nó càng sâu hơn. Đó là cái mà những đức thấy rất rõ ràng. Mình được đi tu thì cái năng lượng mình tích tụ dày hơn là công quả, dày hơn đó. Nhưng mà phàm phu mình nó có cái bệnh này, mình lên tu nhiều quá nó lại lờn, nó không chân quý cái thời tu, nó lờn nên mới xuyên vào công quả để cho nó cảm giác nó thèm. Khi nó thèm thì một thời tu đó nó xứng đáng hơn 10 thời thèm đó. Còn nếu như mấy bà cụ già thì mình phải chăn quý cái giờ lên tu. Còn hoặc mình được lên tu 4 thời mình phải chăn quý. Mỗi lần lên tu cảm thấy rất chăn quý khi được niệm Phật. Thì cái tâm đó quý vị vi tu tích tụ năng lượng cao lắm, rất là cao. Nó thật đó, 100%. Nên mình là người nghe đạo biết tu, những đức thường nói hoài. Mình tu tập sao mà mình càng tu mình càng dễ, càng tu càng vui đó. Càng tu càng dễ, càng tu càng vui là đúng. Càng tu mà càng khó, càng tu mà đi đâu cũng câu mâu với người ta, sai. Sai đó. Nên bản thân mình cũng có thể ở một căn nhà to, nhưng bản thân mình cũng có thể ở căn nhà nhỏ. Tại vì mình có duyên ở căn nhà to là ở nhà to thôi. Còn khi mình ở nhà nhỏ là duyên mình ở nhà nhỏ, ở nhà nhỏ, đúng không? Nên từ nơi đó mà bản thân của mình phải có sự chấp nhận. Tại vì mình tu mình hiểu về nhân quả, mình có sự chấp nhận. Nên chùa mình đặc biệt là người ở trong chùa mình họ không có đi xin tiền Phật tử, vì họ không có tiền để riêng. Giờ họ xin họ làm sao đi xài tiền được. Cái họ xài tiền mà người trong chùa biết được là không được rồi. Nên từ nơi đó nó thành quen. Mà quý vị muốn cho người ta ở với mình mà người ta không có giữ tiền riêng thì cá nhân cuộc sống của người ta phải đầy đủ, đúng quý vị. Nên ít có ai làm được lắm. Vì sao? Vì người ta không có cái lo cá nhân cho cái người ở chung, người ta không có lo. Thêm cái nữa là người ta lo chỉ cần nhiều tiền chút thôi là người ta đã nóng ruột đồng tiền, xót dạ đồng tiền rồi. Mà tiền là của chúng sanh mà ta lại xót dạ. Những đức thì nói trong lòng mình nói chàng ơi, đồng tiền người ta đưa cho mình mong đưa đi phước cho rồi, lỡ mình chết bất tử đồng tiền nó làm sao,
người ta đưa cho mình là cơ hội để phục vụ người ta, chúng sanh. Mình đưa đi được mình mừng, mình đưa đi được cho người ta cái cuộc sống người ta để người ta lo cho tam bảo mình mừng. Nên những đức nói có bao giờ mà những đức nói mà tiện à tặng với người trong chùa đâu. Vì người ta mọi người có phước, nhưng dạy là phải dạy. Người ta vi phạm thì tội lỗi người ta gác người ta chịu. Thấy không? Dạy hết rồi. Nên lương tâm những đức đó, tại sao đó, mà chúng người ta theo những đức đông gì? Vì những đức lo cho người ta, vì những đức là người đã từng khổ cực và từng cần được lo. Nên bản thân những đức đã từng cần được người ta lo, và những đức biết những đức đang cần người ta lo cho những đức cái gì. Nên những đức cũng sẽ biết được mình nên lo cho người ta cái gì. Thấy không? Lễ lọc rồi, nguyên ngày hôm qua những đức cũng đâu có rảnh. Tối lại là những đức qua gặp mấy anh em Minh Nam. Những đức đứng nói chuyện chút, động viên mấy anh em, ngồi chơi, ăn uống gì chút. Chùa mình á, lễ tổ chức nhiều, chương trình nhiều, làm việc cũng không ít. Mà người không đi là do ngay cái gì? Đó, ngay đó đó. Đó mà không đi đó. Người ta đa phần bị cái bệnh này nè quý vị. Khi cái chương trình người ta tổ chức xong, những đức đã từng kinh nghiệm về mặt trái. Ngày xưa những đức gần một vị này, những đức biết. Khi lễ lọc tổ chức xong là ông đi với Phật tử. Ông giao hết lại cho mấy chú đồ muốn làm gì đó làm, sắp xếp dọn dẹp. Sau này khi lễ xong rồi, lúc nào một chặng lần lễ là phải đi 3-4-5 người. Lễ lần nào cũng đi 3-4-5 người. Vì tổ chức là mình coi, mình nhìn, mình thấy. Họ làm bứt cái tâm. Thấy không? Tới đời của những đức kinh nghiệm. Khỏi càng diện lý do, những đức nuôi chúng còn dữ hơn người ta. Những đức đâu cần đi Phật tử, Phật tử vẫn quý những đức. Rõ ràng không? Tôi nhìn từ từ ngay những đức, quý vị thấy Phật tử quá quý những đức không? Đó. Bây giờ thí dụ như ở trong đây ông nào bà nào giàu nghèo gì, chuyện đó của ông bà chứ. Nhưng đức cũng đâu đi tìm hiểu ông bà giàu nghèo ở trong đây đâu. Chứ nhà đức đâu đến nhà ai đâu mà biết ai giàu ai nghèo gì. Nên khi tới cuộc đời nhà đức đã nhìn ra. Thì ra đừng có diễn lý do gì mệt quá. Tại mình thích đi. Nó rõ ra là như vậy. Thấy không? Này rõ ràng rồi, còn gì quý vị coi. Nếu mà nói về nhận đức, nhiều người ta nghĩ ông thầy đức này không có tiền, cũng giàu lắm nè. Không có đâu quý vị, nhận đức xài hơn người chứ không phải là có tiền. Người ta là chữ tiền, còn nhận đức là xài tiền. Đó. Chữ tiền, nhận đức xài tiền. Nhận đức giống như giống người miền Tây, không có giàu nhưng khách đến nhà là chịu chơi. Lạ vậy đó. Còn nhiều người á, người ta giàu nhưng mà khách đến nhà hoặc là gia đình dòng họ nghèo đến thì ta nói nè, nhà mình á, giàu gì mình còn có cái ăn cái uống này, còn nó nghèo gì cái ăn này thừa này nó cũng đã là mừng chứ làm gì mà nó được ăn cái ngon kia. Nó lấy cái vụn vặt này cho nó ăn đi là mừng lắm rồi. Mình giàu mình mới có đồ này mình bạn. Nó nghèo mà làm gì nó có đồ này bạn, lấy đồ gách, đồ cũ mình đưa nó là nó mừng húm. Cái bệnh này rất nhiều người bị. Xem thường người khác. Thấy chưa? Quý vị coi, những đức có bao giờ ăn bánh kem, những đức có bao giờ uống nước ngọt, những đức có bao giờ ăn những loại bánh hay những nho đồ mua cho đại chúng ăn đâu. Không phải là những đức không ăn mà là những đức thật sự như là cơ thể những đức nó đủ hay sao, nó không có còn cảm giác ăn uống nữa. Nó thiệt không có cảm giác ăn uống. Nhưng mà những đức lại nghĩ, ví dụ như Tết Trung Thu thì những đức lại mua đèn Trung Thu cho các cháu. Vì mình nghĩ ngày xưa mình nghèo không có đèn Trung Thu, mình nghĩ có nhiều cháu trong đây, các cháu có khi cũng khổ như mình ngày xưa thì sao, nên mình tổ chức một cái Trung Thu cho các cháu được chưa. Nghĩ vậy đó. Còn ví dụ như mình gia đình giàu có, anh chị em nghèo đến, mình mua cái món đồ ngon nhất, lạ nhất, vì mình có tiền, mình mua cái đồ để cho họ ăn. Đó là cái gì?
cảm thấy mình trân quý anh em nghèo, không có từng được ăn những món ngon vặt lạ, thì mình mua cho người ta ăn. Cái tấm chân tình đó người ta nhớ cả đời. Đúng không? Chứ mình đừng có nghĩ rằng là người ta nghèo, người ta không có đồ ăn đâu, mình mua mình đưa cái lụi vụn vặt cho người ta ăn. Người ta vẫn biết mình đối xử với người ta vậy mà. Nghèo tiền nghèo bạc chứ cái sự hiểu biết và nhìn nhận, có nhiều người nghèo người ta cũng thông minh lắm. Mình đối xử với người ta sao người ta biết, sao không biết quý vị? Nó nên nên quý vị thấy những cái điều những Đức chia sẻ vào khóa á, nó rất là xác thực và nó rất gần gũi nhân sinh luôn. Nó không có những văn tự gì mà nó cao siêu gì hết, nhưng mà nó lại áp dụng trong cuộc đời quý vị. Rồi chính bao nhiêu con người này nghe nè, rồi gia đình mình cư xử xem lại cái cách cư xử của mình đối với anh em dòng họ, đối với ông bà cha mẹ của mình. Đồng tiền có để xài chứ không phải là đồng tiền có để giữ. Xài mà đúng chỗ thì nên xài. Còn nếu mà mình làm điều cầm đồng tiền đi mà để mà tạo nghiệp thì điều chỉnh lại. Còn cái việc mà đồng tiền mà để cho người ta ăn, lo cho người ta không phù hợp, đúng nơi đúng chỗ thì nên dùng. Nên dùng, thật sự là nên dùng đó. Nên ví dụ như có những người ta chưa tu hành gì nhiều đâu, mình cho người ta một buổi ăn ngon, mình lo lắng cho người ta, mình dạy người ta tu đó. Người ta quý mình dạy người ta tu, nghe lời, nghe lời mình không có giỡn đâu. Những Đức nói bị nghe chứ, mình giàu mà anh chị em mình nghèo nha. Bây giờ mình đi cúng dường Tam Bảo ở đâu mình cũng cúng, tứ tung lang tang, giúp đỡ họ chút đỉnh tiền nếu lúc cần thiết. Còn lúc mà chưa cần thiết cho mày te tô đi. Nhưng mà chỉ cần họ cần đến mình mà thật sự họ khổ, thật sự mà nói ta giúp ngặt chứ không ai giúp nghèo. Lúc anh em ngặt mà khó khăn giúp một phát đi, cái tình nghĩa đó kinh lắm. Thật sự tình nghĩa đó đặc biệt lắm. Ngặt đó, còn nghèo ai giúp được. Nghèo là chỉ thay đổi số mệnh, nghèo là chỉ thay đổi số mệnh, còn ngặt là mình vớt họ lên. Bồ Tát Quán Thế Âm á, ngài giúp ngặt là cái lúc mà mình té xong té giếng mình gọi ngài, ngài vớt mình lên. Nhưng ngài muốn cho mình không bị té nữa nên ngài mới chỉ mình niệm Phật cầu sanh cực lạc. Không? Chứ mày té xuống mày nhảy xuống sông nữa, mày té mày nhảy xong nữa, giết từ từ lâu ngày lờn mặt để cho mày chìm ngấm luôn. Giúp ngạt chứ không có giúp nghèo. Bây giờ mày té xong mày bị nạn cái mày niệm Bồ Tát Quán Thế Âm, Bồ Tát Quán Thế Âm vớt mày nên mày tin Phật, mày cảm thấy Phật Bồ Tát từ bi đối với mình. Từ nơi đó mà cái tiếng tu của mình là học Phật luôn. Từ từ tiến đến cái chuyện niệm Phật để cầu giải thoát. Bồ Tát Quán Thế Âm vớt người này là để ban bố cái hạnh tu cho người này. Thấy không? Chứ không phải là ở không đâu. Mà mày nhảy xuống sông cái mày Quán Thế Âm Bồ Tát chìm ngấm mới được nói chuyện dẫn chơi. Thế mày đó là do bản thân của mình gọi là cố ý. Cố ý nhảy xong. Còn người ta là vô tình, hoặc là người ta bị trôi giạt, bị sợ hãi, người ta niệm ngài cứu độ. Còn mình tự ý mình nhảy xuống, Quán Thế Âm cứu con. Ngộ đi. Bình thường tôi nhảy vô kia tôi cứu mày. Đó, quý vị nghĩ đi. Đó. Nhận thức cho sâu sắc. Nên mỗi một người mình, quý vị, mình nghe Phật Pháp, những cái điều đơn giản này quý vị phải để ý. Cuộc đời của người mấy mươi năm ngắn ngủi. Nên hồi sáng thì Đức nói chuyện bên nhà ăn bên Hộ Pháp, Đức nói một câu. Trong cuộc đời mình có làm bao nhiêu cái Phật sự lớn gì, nhưng mà phải tùy duyên. Phải tùy duyên mà mình làm. Ví dụ như Đức nói những Đức nè, bây giờ thí dụ sau này những Đức lớn tuổi, những Đức phát nguyện những Đức xây một ngôi chùa. Nhưng mà những Đức xây mới có nửa ngôi chùa, bệnh đau gần chết. Những Đức nói thôi giờ phải niệm Phật giảng sanh thôi, còn nửa ngôi chùa thì thằng nào xây thì xây đi.
Chứ sao? Mình là phát nguyện xây hết ngôi chùa, nhưng mà thọ mạng tôi đến nghĩa là ngôi chùa tôi xây xong rồi. Vì cái nguyện tôi là xây hết ngôi chùa, chứ đâu phải tôi xây giữa chừng tôi nghỉ xây tôi bỏ cuộc. Thế này là tôi sai lời nguyện. Còn cái này tôi phát nguyện rồi, nhưng mà một là tôi không đủ duyên, không ai cúng. Hai là tôi bệnh giữa chừng gần chết. Vậy thì bây giờ tôi phải niệm Phật giáng sanh chứ, tôi nặng nề cái diện kia. Còn nữa ngôi chùa chi? Phải quý vị? Rất nhiều người bị cái bệnh, cái bệnh này rất nhiều người bị dính luôn, dính rất nhiều, cả đời đạo cũng dính. Dính là gì? Khi bệnh đau gần chết nằm đó ghen: thầy chưa có chọn cái nguyện của thầy, thầy phát nguyện xây hết ngôi chùa, bây giờ thầy yếu quá rồi, thầy không cam lòng đâu. Nhìn ngôi chùa lỡ dở, thầy buồn quá. Thua. Quý vị ở thế gian pháp, quý vị nghe vậy bị tưởng cho tội nghiệp thầy ghê. Tâm nguyện của ổng không tròn vậy, ổng khóc tội nghiệp. Quý vị cũng mê hoặc điên đảo luôn. Tội nghiệp nhưng lại là mê hoặc điên đảo. Cả ông thầy mình mà cái lúc này mà ổng còn chưa biết cái giải thoát là cái gì, thì ổng lấy đâu ổng dạy mình giải thoát. Cứ nghĩ đi. Đó. Nên làm Phật sự tùy duyên là ý vậy đó. Đó. Thí dụ như bây giờ mình mai mốt mình học đạo rồi mình kinh nghiệm, đừng có nguyện cái gì mà sau này được rồi con cạo đầu. Không biết cái nguyện này, không biết trong kinh nào đưa ra ta. Đọc kỹ đi, có cuốn kinh nào đưa ra vậy không? Đưa những đứa coi có kinh nào. Những đứa thì ít có thời gian đọc kinh và đọc sách. Thế vì đọc coi có cái quyển kinh nào Phật nói là cạo đầu phát nguyện để được viên mãn không? Theo những đức thấy thì vì cạo đầu không bằng cạo tâm. Những đức thường nói các anh em trong chùa, những đức nói chúng ta người xuất gia thường cạo đầu, chúng ta cứ nghĩ mình cạo cái đầu soi gương có cái đầu cạo sạch chứ. Đó, đây chỉ là cái bên ngoài. Đúng ra mỗi lần mình cạo đầu là mình nhắc nhở mình, mình là người tu sửa. Mỗi lần cạo đầu là nhắc mình tu sửa. Còn quý vị mỗi lần tóc dài mà đi hớt tóc là nhắc mình là người tu sửa. Tém gọn đồ lại, tém tóc cho nó gọn, đúng không? Anh từ nơi đó, đúng không? Nên á, để nhắc nhở mình gọn lại những cái mà phung phí, gọn lại những cái mà hung dữ bạo ngược, gọn lại những cái hơn thua đấu đá. Nó mỗi lần đi cắt tóc là tép gọn lại những cái thứ mà hư hỏng tính xấu, tính này tính kia lại đi, đúng không? Thì mỗi lần cắt cái gì thì cũng nói vậy đó. Tém gọn cái gì thì cũng nói vậy đó. Cũng nhắc mình là gọn lại là để nhắc cái tâm mình gói gọn lại, nghe không? Đó. Mỗi lần cạo lông mặt cũng vậy, cũng thấy mình đang là biết dọn cái bộ mặt bên ngoài, sao mình không dọn cái bộ mặt trong tâm của mình, nghe không? Đó. Mình có thể soi gương vô chân mày mình tém từng cọng, nhổ từng cọng cho nó gọn, cạo cho sạch bóng, chừa lại một đường thẳng gì thôi, không cho một cọng nào nằm đây. Cũng khó lắm chứ giỡn đâu quý vị. Cũng nhắm khổ lắm quý vị, mà làm tối ngày mà rửa tâm thì không chịu rửa, tâm thì không chịu đi rửa đâu. Phải chỉ chịu rửa cái tâm thì thật sự mà nói nó hiện cái tướng liền. Đó. Ví dụ như bây giờ mình thấy một cái nhân duyên gì tu hành, mình thấy cái đó là tu phước tu duyên thù thắng. Nếu như mình đã phát nguyện rồi mình không có tiền làm thì thôi, chứ ai kêu mà đi mượn nợ làm.
ai kêu mình đi phán viếng làm. Thí dụ như mình là trưởng đoàn, trưởng ban, mình thấy cái điều đó mình có duyên, mình làm điều đó tốt. Ví dụ như mình làm điều xấu, mình rủ người ta đi làm xấu thì có tội. Nhưng mình làm tốt, mình rủ người ta, mình nói gì nè, thông báo cho các chị em, thầy có làm cái chương trình đó, tôi thấy được đó. Thì tôi nè, tôi bỏ một cắt vô nè, cái quỷ tôi bỏ một cắt vô nè, bà nào bỏ vô, bỏ vô, cùng chung tay với tôi, chúng ta cùng làm. Không? Còn mấy bà không chung tay thôi, tôi bỏ một cắt tôi làm, được không? Sợ gì? Nó là tôi xong cái quỷ này, tôi đầu tiên nè, một cắt. Nó bỏ vô đó, rồi đó, ai có bỏ vô, còn chưa có, vài bữa có bỏ vô sao? Đúng quý vị. Chứ mình đừng có mà, tôi thấy mấy bà đi đến chùa thầy lo gì, tiện là tặng thế ghê, thầy làm chứ thầy bỏ một cắt vô cũng vừa phụ, bà đó có tiền mà tiện, nói gì chi cho mà tạo nghiệp, mà cúng cúng thì thôi chuyện của họ, ai ăn nấy nòi tù nấy chứng, đúng quý vị. Còn mình rủ được cái rủ hoài vậy đó được không? Tôi có quyền rủ bà, có quyền cúng cúng chuyện của bà chứ. Giống như những đức rủ người ta đi tu, những đức rủ hoài đến đi chuyện của quý vị chứ. Có quyền tôi rủ, tôi có miệng tôi rủ, đúng không? Đúng không? Ví dụ như bây giờ đi, quý vị có cái miệng vì chữ người ta, mấy không chữ tên tuổi ai chứ. Ví dụ thằng này thằng đen, mình nói cái thằng đen, thằng trắng, thằng đỏ, thằng gì, tao nói cho mày biết nó dính ai đâu. Không lẽ thằng đen nhào ra nó nói thằng đen, thằng trắng, đỏ, lum la chứ, nó dính mà đâu phải gì. Nó nói thằng đen không thì nó còn nó ám chỉ, nói tên tuổi mình thì nó mình, nói đen trắng đỏ lum la chứ. Thì thằng đen này mình nghe mà nó nói có khi thấy nhỏ này nói đúng nghe, nó chửi mình mà chửi đúng, mình có lỗi này thiệt. À nó chữ mà cũng hay à, thôi mình thấy cũng có cái mình sửa được vì nó chữ mình đúng. Còn nếu mà mình ám chỉ ngay cái tên người ta, mình nói địa danh ta rõ ràng, người ta bụp mình thì mình nói người ta, mình nói rõ người ta rồi ra tới pháp lực mình cũng dính luôn. Mình nói người ta sao tự nhiên nói tôi, bằng chứng gì ông nói tôi, đúng không? Nó rõ ràng không? Nên vì kinh nghiệm vậy đó, tại vì mình cái miệng mình phàm phu nó ngộ lắm. Nếu mà không có tạo khẩu nghiệp gì không phải là kẻ phàm phu. Có những cái nó không chữ thì chịu không nổi, nhưng mà mình chữ làm sao chữ cho nó khôn, chữ cho nó khéo. Có tạo nghiệp từ tâm, nó có tạo nghiệp từ tâm, nhưng mà mình không đụng chạm cái chuyện ra tới pháp luật nó đỡ một chút. Chứ bây giờ mà kêu không chữ thì chịu không nổi vị ơi. Có những cái thì niệm Phật an lạc, nhưng có những cái chữ nó mới an lạc. Ừ, nó tức chỗ đó, cái tức cái chỗ đó quý vị, chuyển thì chuyển không nổi. Nên chúng ta phải dùng phương pháp mà đọc chỉ đọc, để giải đọc cái tâm, rồi lúc đó mới niệm Phật vô được. Đang ấm ức quý vị, đang ấm ức. Không, nhà Đức mà giảng tới cái đoạn này là nó rất phù hợp luôn rồi đó quý vị. Quá phù hợp con người chúng ta luôn rồi. Ừ, nên mong quý vị nghe những cái bài chia sẻ Phật pháp đơn giản này mà quý vị có thể cảm giác rằng mình có lòng tin mình niệm Phật giảng sanh được. Nghe không? Ai cũng thấy mình có thể niệm Phật giảng sanh được. Đừng có đặt nặng vấn đề quá, trong khi những cái nặng mình làm không được. Hãy làm cái nhẹ đi, để bản thân chúng ta có sự tự tin về chính mình làm được, để phát triển thêm. Chúc vị an lạc vị ơi. A Di Đà Phật. A Di Đà Phật. Bây giờ chúng ta đọc 12 lời đại nguyện cái ngay vậy. Kính lạy Phật Di Đà. Con nay xin phát nguyện. Thường xuyên đảnh lễ Ngài. Cho đến lúc lâm chung. Thân thể không đau bệnh. Kính lạy Phật Di Đà.
Con nay xin phát nguyện, thường xuyên đảnh lễ Ngài cho đến lúc lâm chung, tâm hồn không hôn mê. Kính lại Phật Di Đà, con nay xin phát nguyện, thường xuyên đảnh lễ Ngài cho đến lúc lâm chung, không tham đắm ngũ dục. Kính lại Phật Di Đà, con nay xin phát nguyện, thường xuyên đảnh lễ Ngài cho đến lúc lâm chung, tâm niệm Phật Di Đà, kính lại Phật Di Đà, con nay xin phát nguyện, thường xuyên đảnh lễ Ngài cho đến lúc lâm chung, xả ly ta bà khổ, kính lại Phật Di Đà, con nay xin phát nguyện, thường xuyên đảnh lễ Ngài cho đến lúc lâm chung, hăng nguyện về tịnh độ, kính lại Phật Di Đà, con nay xin phát nguyện, thường xuyên đảnh lễ Ngài cho đến lúc lâm chung, con thấy kim thân Phật, kính lại Phật Di Đà, con nay xin phát nguyện, thường xuyên đảnh lễ Ngài cho đến lúc lâm chung, Phật phóng quang nhiếp độ, kính lại Phật Di Đà, con nay xin phát nguyện, thường xuyên đảnh lễ Ngài cho đến lúc lâm chung, liên hoa con hóa sanh, kính lại Phật Di Đà, con nay xin phát nguyện, thường xuyên đảnh lễ Ngài khi vãng sanh tịnh độ, hoa nở tâm khai ngộ, kính lại Phật Di Đà, con nay xin phát nguyện, thường xuyên đảnh lễ Ngài khi vãng sanh tịnh độ, chứng ngộ pháp vô sanh, kính lại Phật Di Đà, con nay xin phát nguyện, thường xuyên đảnh lễ Ngài khi vãng sanh tịnh độ, chóng viên thành toàn giác. À, chúng ta phát nguyện cả đời niệm Phật. Khi bỏ báo thân này, chúng ta đều hẹn gặp ở thế giới cực lạc nha quý vị. Hay như là vậy. Nguyện đem công đức này hướng về khắp tất cả đệ tử và chúng sanh, đồng sanh về tịnh độ.